Không khí lạnh tăng cường mạnh thì khiến cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay chìm trong giá rét. Và dự báo trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại. Ở Hà Tĩnh trời rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 cho đến 11 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ khiến băng giá thậm chí là mưa tuyết có thể xuất hiện. Còn tại khu vực Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Vâng, giá rét thì kéo dài, người dân một số địa phương vẫn có thói quen đốt than sưởi ấm để tránh cháy nổ hay là ngạt khói, cần lưu ý hé mở cửa sổ phòng để thoát khí, không đặt bếp than ngay dưới gầm giường hay là gần những vật dễ bén lửa. Vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những thông tin khuyến cáo vừa rồi. Có thể thấy là chỉ sau một ngày không khí lạnh tràn về, nhiệt độ đã giảm rất là sâu. Và do không khí lạnh tăng cường mạnh xuống nước ta thì ngày hôm qua băng giá đã xuất hiện ở một số đỉnh núi cao. Tại đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng, băng hình thành lúc 14 giờ chiều qua, từ độ cao khoảng 1.600m trở lên đỉnh núi. Nhiệt độ ngoài trời xuống âm 5 độ C, tất cả cây cối, đồ vật bám nước thì đều phủ một lớp băng trắng xóa. Còn tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn thì tình trạng băng giá cũng đã xảy ra trong chiều ngày hôm qua. Vâng, và theo dự báo thì ngày hôm nay và hai ngày sắp tới, băng giá có thể tiếp tục xảy ra ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Và để có thêm thông tin, chúng tôi đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Lương Văn Lan, là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Xin chào ông Lan, xin ông cho biết là tình hình thời tiết hiện tại ở Mẫu Sơn đang như thế nào và đã gây ảnh hưởng ra sao tới đời sống cũng là sản xuất của bà con nơi đây. Vâng ạ. Tình hình thời tiết hiện tại xã Mẫu Sơn thì xuống khoảng 1 độ C, và trong ngày hôm qua và sáng hôm nay trên tỉnh núi Mẫu Sơn đã có xuất hiện đóng băng, thì nhiệt độ xuống thấp 1 độ C như này đã làm ảnh hưởng đến bà con đi lại cũng như là sinh hoạt hàng ngày sản xuất của bà con nhân dân trên địa bàn xã. Và trong ngày hôm qua thì học sinh trên địa bàn xã thì cấp tiểu học đã cho nghỉ ở nhà. Vâng ạ, thưa ông, dự báo thì tình hình băng giá có thể còn kéo dài trong 2 ngày sắp tới nữa cơ. Vậy thì địa phương cũng đã triển khai những biện pháp gì để có thể giảm thiểu thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra? Vâng, vì nhiệt độ xuống thấp thì ban xã đã tăng cường các đoàn thể và bà con nhân dân về phòng chống rét đậm rét hại ảnh hưởng đến bà gia súc, đàn gia súc gia cầm cũng như là các thiệt hại về của cải vật chất và các biện pháp về phòng chống để giảm thiểu thiệt hại. Về cụ thể là đã tuyên truyền bà con về lấy bạt về quây chuồng trại, vệ sinh chuồng trại để hạn chế thả gia súc khi nhiệt độ xuống thấp, cũng như là đun nước ấm cho đàn gia súc uống trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ. Và trong điểm hẹn là tin tức lúc 6 giờ thì chúng tôi cũng sẽ kết nối trực tiếp với phóng viên Hoa Quỳnh để tiếp tục cập nhật về tình hình băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn từ quý vị khán giả. Bên cạnh Lạng Sơn thì nhiều địa phương khác ở khu vực phía Bắc cũng đang tích cực các biện pháp phòng chống rét cho người và cho vật nuôi. Vâng, và đơn cử như là tại Sapa thì dự kiến sẽ có một lượng lớn du khách đổ về đây để ngắm hiện tượng băng tuyết. Và vì vậy mà địa phương thì cũng đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị những điều kiện cần thiết để có thể giữ ấm cho du khách. Khuyến cáo du khách không ra nơi mạo hiểm, đặc biệt là nơi băng tuyết, vực sâu. Lực lượng chức năng cũng đã triển khai phân luồng giao thông để giảm thiểu ùn tắc và nguy cơ xảy ra tai nạn. Còn tại Hà Giang, những ngày này, chính quyền các địa phương cũng đang tích cực đến tận thôn bản để tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc. Tuyệt đối không chăn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 10 độ C. Bà con các huyện ở đây thì cũng đã chủ động nuôi nhốt, che chắn chuồng trại và dự trữ thức ăn khô cho đàn trâu bò. Không khí lạnh tăng cường mạnh cũng đang gây sóng lớn, gió mạnh trên nhiều vùng biển của Biển Đông, đe dọa đến an toàn của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải khác. Vâng, và theo dự báo trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa là nơi biển động mạnh nhất, gió cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng cao từ 3 đến 6 mét. Còn tại vịnh Bắc Bộ và khu vực Quảng Trị đến Khánh Hòa, gió đông bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động. Từ Ninh Thuận đến Cà Mau, giữa Biển Đông, phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc liên tục cấp 6, 7, giật cấp 8, 9, sóng cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Chiều qua tại Mẫu Sơn là một trong những nơi xuất hiện băng giá đầu tiên. Và để có thêm thông tin, chúng tôi đang kết nối trực tiếp với phóng viên Hoa Quỳnh đang có mặt tại đỉnh Mẫu Sơn. Chị Hoa Quỳnh, băng tuyết đã xuất hiện ở nhiều nơi hơn chưa chị? Vâng, hiện tại thì băng giá đã xuất hiện nhiều hơn rồi đấy ạ.
Và lúc này thì có thể nói là thời điểm mà rét nhất đợt này tại đỉnh Mậu Sơn. Nhiệt độ thực tế thì khoảng là âm 1 độ C, ngoài trời còn có gió thổi rất là mạnh nữa. Có mây mù bao phủ và độ ẩm trong không khí thì rất cao, trên 95%, và cảm giác thì rất là rét buốt. Đứng lâu ngoài trời còn cảm giác là hơi khó thở nữa. Ở đây thì băng giá không chỉ xuất hiện trên các cành cây, ngọn cỏ, trên bậc cầu thang hay là trên cửa kính của xe ô tô, mà nước sinh hoạt của người dân cũng bị đóng băng, gây đến là thiếu nước sinh hoạt để sử dụng. Ngay từ chiều ngày hôm qua, khi mà có thông tin xuất hiện băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn thì rất nhiều du khách tại các tỉnh thành như là thủ đô Hà Nội hay là Ninh Bình, Thái Nguyên đến đây để chiêm ngưỡng băng giá. Và dự báo là băng giá còn có thể xuất hiện trong 2 ngày nữa. Khi mà du khách đến đây thì nhớ là chuẩn bị thật đầy đủ trang phục giữ ấm, cũng như là chú ý quan sát khi mà lái xe. Đặc biệt là cái cung đường mà cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng 4 km thì sương mù xuất hiện rất dày và rất nguy hiểm. Còn bây giờ thì xin trở lại với trường quay của Chào Buổi Sáng. Vâng, xin được cảm ơn chị Hoa Kinh với thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, đợt không khí lạnh đang chi phối thời tiết nước ta cũng là đợt mạnh nhất kể từ đầu mùa đông cho đến nay. Không chỉ gây băng giá đâu, vùng núi cao còn có khả năng xuất hiện cả mưa tuyết cục bộ. Dự báo trong ngày hôm nay và 2 ngày sắp tới, băng giá có thể tiếp tục xảy ra ở phía Oắc, Cao Bằng, Mẫu Sơn, Lạng Sơn và một số đỉnh núi cao khác như là La Pán Tẩn, Mù Căng Chải của Yên Bái, Y Tý, Phan Xipang của Lào Cai hay Lũng Cú của Hà Giang. Nhiệt độ thấp nhất đều giảm xuống dưới 2 độ đến âm 4 độ C, thậm chí Phan Xipang xuống âm 8 độ C. Ở đây cũng có nơi có thể xuất hiện thêm mưa tuyết do vừa có nhiệt thấp vừa có mưa nhỏ cung cấp ẩm. Trong khi đó, tại Sapa, dự kiến là sẽ có một lượng lớn du khách sẽ đổ về đây để chiêm ngưỡng hiện tượng băng tuyết. Địa phương này cũng đang tích cực chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phục vụ lưu trú và đảm bảo an toàn cho du khách. Vâng, và cụ thể thì các khách sạn tại đây đã tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa, nước nóng và chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết. Việc phân luồng không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo an toàn cho các phương tiện di chuyển trong điều kiện sương mù băng giá cũng đang được triển khai. Chính quyền địa phương yêu cầu các điểm du lịch xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi đi ngắm băng tuyết. Đối với các cái điểm du lịch và các cái khu du lịch thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các cái điểm du lịch này là phải có các cái biện pháp là khuyến cáo đối với lại khách du lịch là không ra những cái nơi mạo hiểm, đặc biệt là những cái nơi mà có băng tuyết và những cái vực sâu nguy hiểm để tránh cái tình trạng đó là mất an toàn cho khách du lịch. Và các cái việc này thì thị xã đã chỉ đạo phòng văn hóa để thông báo kịp thời đến các cái điểm du lịch để có các cái phương án cụ thể. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại vùng cao ở tỉnh Hà Giang đã giảm sâu, nhiều nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C kèm theo mưa, điều này ảnh hưởng lớn đến đàn vật nuôi. Vâng, và trước thực tế này thì địa phương cũng đã tuyên truyền vận động bà con chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Và cụ thể thì bà con cần chủ động nuôi nhốt che chắn chuồng trại cho đàn trâu bò, dự trữ thức ăn khô đảm bảo cho đàn gia súc không bị đói rét, không được chăn thả gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Tổng đàn gia súc của huyện Mèo Vạc là hiện gần 94.000 con. Vâng, theo dự báo thì Hà Giang sẽ còn rét đậm rét hại ít nhất là đến cuối tháng này. Vì thế bà con nên chủ động các biện pháp chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi. Thưa quý vị, một đàn cá heo khoảng 30 con đã xuất hiện tại vùng biển Cô Tô, Quảng Ninh từ ngày 20 tháng 1, tức là cách đây 3 ngày. Đây là số lượng cá heo nhiều nhất xuất hiện tại vùng biển này từ trước đến nay. Và trong năm ngoái, tại các khu vực biển Cô Tô, Vân Đồn hay là Móng Cái cũng đã liên tục xuất hiện nhiều đàn cá heo, cá voi hay là cá thể rùa quý hiếm. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy hệ sinh thái môi trường biển ở đây đang ngày càng được cải thiện.